16. Pháp thiền Đức Phật Dược Sư. Thiền định về Bổn Tôn. Để biết được vị Bổn Tôn chữa bệnh nào thích hợp nhất cho một người, việc xác định cần dựa theo nghiệp riêng của người đó và cần có một vị Lama đạo hạnh xem xét lại. Sau đó, hành giả nên thọ lễ quán đảnh để được phép tu tập vị Bổn Tôn đó. Trong lễ quán đảnh sẽ có phần ban khẩu truyền trì tụng mật chú Bổn Tôn. Vì việc ban khẩu truyền mật chú đã được truyền lại đến ngày nay theo một dòng truyền thừa không gián đoạn, nên nó chứa đựng sự gia trì của vị Bổn Tôn và của tất cả các vị Lama đạo hạnh trong dòng truyền, cho đến vị thầy mà hành giả trực tiếp thọ nhận sự truyền thừa. Mục đích của việc thọ nhận gia trì theo truyền thừa như thế này là để làm tăng thêm năng lực thiền định về Bổn Tôn và sự hành trì mật chú Bổn Tôn đó. Khi chúng ta thực hành thiền định Bổn Tôn và trì tụng mật chú, năng lực chính để chữa bệnh sẽ đến từ động cơ từ ái, bi mẫn và bồ đề tâm của chúng ta. Động cơ là yếu tố rất quan trọng, còn việc trì tụng mật chú và các thực hành khác nữa là thứ yếu. Dĩ nhiên, các yếu tố bổ sung như quán tưởng các đối tượng thiêng liêng và trì tụng mật chú quả thật có thể làm gia tăng năng lực chữa bệnh của pháp thực hành này. Với những bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh nan y, tôi thường khuyên họ không những thực hành thiền định và trì tụng mật chú mà còn phải phát khởi một động cơ vị tha, hiền thiện. Tuy nhiên, dường như có một số người đã được khỏi bệnh ung thư chỉ hoàn toàn nhờ vào việc quán tưởng ánh sáng trắng và có niềm tin mãnh liệt rằng việc đó chữa lành bệnh cho họ. Đôi khi, bệnh nhân được khỏi bệnh nhờ tự mình thực hành thiền định và đôi khi nhờ có người khác hành trì thiền định vì họ. Bệnh nhân tự hành trì thiền định thì tốt hơn. Nếu người khác hành trì thiền định để giúp chữa bệnh thì mất thời gian lâu hơn nhưng vẫn có hiệu quả. Có một cô sinh viên người Ý đã thọ nhận quán đảnh Kala Chakra, làm việc ở khoa ung thư trong một bệnh viện. Một trong các bệnh nhân của cô bị ung thư vú, nên khi ngồi cạnh người ấy, cô ta thường quán tưởng chính mình là hình tướng Kala Chakra và chiếu ánh sáng chữa bệnh đến vùng bị ung thư của bệnh nhân đó. Sau khi cô hành trì như vậy được 3 tháng, khối u của bệnh nhân đã giảm đi một nửa kích thước so với ban đầu. Chúng ta có thể thực hành thiền định giúp cho những người tự họ không thiền định được, chẳng hạn như trẻ con hay người già không thể nhiếp tâm khi thiền định, hoặc có thể vì họ thấy khó hiểu hay khó tiếp nhận các pháp quán tưởng và trì tụng mật chú. Chúng ta có thể giúp những người như vậy bằng cách thiền định vì họ, hay chú nguyện vào nước với các mật chú Phật Dược Sư, mật chú Quán Thế Âm Bồ Tát, mật chú Tara hay một vị Phật khác rồi cho họ uống. Để chữa bệnh cho người khác, chúng ta nên công phu hành trì về vị Bổn Tôn mà chúng ta có mối liên kết mãnh liệt về nghiệp quả. Vì mối liên kết chặt chẽ với vị Bổn Tôn đó sẽ giúp mang lại hiệu quả nhanh hơn. Nhưng năng lực chữa bệnh xuất phát từ lòng tin của chúng ta nhiều hơn so với việc quán tưởng vị Bổn Tôn một cách rõ ràng hay sự trì tụng mật chú một cách chính xác. Điểm quan trọng nhất là chúng ta phải cảm nhận được vị Bổn Tôn chữa bệnh có trí tuệ toàn giác, có tâm đại từ bi vô biên đối với ta và tất cả chúng sinh khác, đồng thời có năng lực hoàn hảo để dẫn dắt ta. Đây là điểm cốt lõi của pháp thực hành này. Việc quán tưởng hình tướng của Bổn Tôn rõ ràng không tạo nên khác biệt lớn, nhưng bạn nhất thiết không được bỏ qua điểm cốt lõi vừa nêu. Việc phát khởi niềm tin mạnh mẽ rằng bạn đã hoàn toàn tịnh hóa được bệnh và nhân của bệnh là cực kỳ quan trọng. Vì chính tâm tin tưởng này là tâm chữa bệnh đích thực. Trí tuệ và tâm từ bi là quan trọng trong các pháp thực hành khác, nhưng trong các pháp thực hành liên quan đến việc thiền định về Bổn Tôn và trì tụng mật chú, thì việc chữa lành bệnh liên quan mật thiết đến việc phát khởi niềm tin mạnh mẽ rằng bạn đã được tịnh hóa. Tâm tin tưởng này là tác nhân chữa bệnh thật sự. Trước khi sử dụng mật chú để chữa bệnh cho người khác, trước hết bạn phải nhập thức tu tập pháp Bổn Tôn này với sự trì tụng nhiều mật chú.
vì điều này giúp phát sinh năng lực chữa bệnh. Và trong thời khóa tu tập hàng ngày, nếu bạn trì tụng càng nhiều mật chú, thì bạn càng phát triển được nhiều năng lực chữa bệnh. Trước khi tụng chú, bạn hãy khởi lên trong tâm động cơ mong muốn thực hành ý nghĩa mật chú của bổn tôn chữa lành bệnh, vốn chứa đựng toàn bộ con đường đưa đến giác ngộ, càng nhanh càng tốt vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Hãy nghĩ rằng, thông qua mật chú này, cầu mong sao tôi có khả năng chữa khỏi bệnh tật cũng như mọi vấn đề bất ổn khác cho tất cả chúng sinh. Cầu mong sao bất kỳ ai nghe được mật chú này sẽ tức thì khỏi bệnh. Cầu mong cho họ tức thì được giải thoát khỏi tất cả khổ đau và nhân của khổ đau và tịnh hóa được mọi nghiệp chướng. Cầu mong họ ngay tức thì thực hành được toàn bộ con đường đưa tới giác ngộ chứa đựng trong mật chú. Sự hiến tặng một điều tốt đẹp đến chúng sinh như vậy có thể tạo ra năng lực chữa bệnh trong tâm. Và rồi thân, khẩu, ý chúng ta sẽ có năng lực chữa bệnh cho người khác. Ngay tức thì cứu họ thoát khỏi bệnh tật và cả những vấn đề bất ổn khác nữa cũng như nhân của chúng. Một động cơ bồ đề tâm thanh tịnh về phía người điều trị thực sự là yếu tố quan trọng nhất trong việc chữa bệnh. Cho dù đối với bệnh nhân thì có vẻ như việc thiền định, trì chú hay thuốc men mới là quan trọng. Nếu tiến hành lễ puja hay trì chú cho bệnh nhân, việc trì chú sẽ có năng lực chữa bệnh mạnh hơn nếu chúng ta có tâm thiện. Cho dù mật chú và thuốc men có khả năng chữa bệnh, nhưng lợi lạc lớn nhất mà người điều trị có thể làm được là phát sinh tâm thiện. Và đây là yếu tố quan trọng nhất của người điều trị, vì nó bảo đảm rằng việc thiền định và trì chú của người điều trị trở nên pháp thanh tịnh và là nhân của sự giác ngộ. Các lợi lạc của pháp thực hành Đức Phật Dược Sư. Vì sao có sự hóa hiện cụ thể hình tướng của bảy Đức Phật Dược Sư? Tâm giác ngộ viên mãn có khả năng toàn giác, tức là thấy biết được tất cả các thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Có tâm đại bi vô lượng đối với tất cả chúng sinh. Có năng lực hoàn hảo để dẫn dắt tất cả chúng sinh đến bờ giác ngộ. Vì trí tuệ thanh tịnh của tâm toàn giác gắn liền với lòng đại bi vô lượng đối với tất cả chúng sinh, nên đã hóa hiện dưới nhiều hình tướng khác nhau, trong đó có hình tướng bảy Đức Phật Dược Sư, để dẹp bỏ mọi chướng ngại mà chúng sinh phải gánh chịu và mang đến cho chúng sinh hạnh phúc tạm thời cũng như rốt ráo, đặc biệt là hạnh phúc vô song của giác ngộ viên mãn. Sở dĩ pháp tu tập Đức Phật Dược Sư có năng lực mãnh liệt để đạt được sự thành công tạm thời cũng như rốt ráo là vì trong quá khứ, khi các Đức Phật Dược Sư còn là các vị Bồ Tát, các ngài đã thệ phát những đại nguyện rất lớn lao đối với chúng sinh. Các ngài đã hứa là trong thời mạt pháp, khi các giáo huấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni suy tàn, các ngài sẽ làm cho tất cả lời cầu nguyện của chúng sinh đều trở thành hiện thực. Các ngài đã phát khởi một quyết tâm mãnh liệt đạt giác ngộ vì tâm nguyện này. Đây là động cơ thiền định cũng như sự hiện thực hóa con đường tu giác ngộ của các ngài. Chúng ta đang sống trong thời đại mà năm sự suy thoái, tức tâm thức suy thoái, tuổi thọ suy thoái, chúng sinh suy thoái, thời đại suy thoái và nhận thức suy thoái đang phát triển mạnh. Về cơ bản thì do sự suy thoái của tâm thức mà dẫn đến tất cả các sự suy thoái khác. Tham lam, sân hận, si mê và các mê lầm khác đang gia tăng vì chúng sinh không tu tập phát triển tâm linh. Điều này dẫn tới sự suy thoái tuổi thọ, khiến cho tuổi thọ trung bình ngày càng ngắn hơn. Vài ngàn năm trước, đa số con người đều sống được 100 tuổi, và trước đó nữa, người ta sống lâu hơn nhiều. Những con người đầu tiên sống đến nhiều ngàn năm trong môi trường tương đối hòa bình và hạnh phúc. Ngày nay, hầu hết con người chỉ sống được 60 hay 70 tuổi. Sự suy thoái tuổi thọ này là do suy thoái tâm thức. Sự suy thoái tâm thức cũng đã dẫn tới sự suy thoái của chúng sinh. Tâm chúng sinh trở nên rất bướng bỉnh và khó điều phục. Họ rất khó tu tập nhẫn nhục, nhân ái, từ bi, vân vân. Dù có nhận được sự giảng giải cần thiết, họ cũng không có khả năng thực hành pháp
hay thế là rất khó tu tập, vì tâm họ bất an, không được điều phục, nên dù có được nghe giảng, họ cũng không thể hiểu được chánh pháp. Sự suy thoái về thời đại được thấy rõ qua việc ngày càng có nhiều cuộc chiến tranh, tranh chấp giữa các quốc gia cùng với các thiên tai như động đất, hạn hán, nạn đói và dịch bệnh. Sự suy thoái tâm thức cũng dẫn đến sự suy thoái về nhận thức, quan điểm. Ngày càng có ít người tin vào chân lý và ngày có nhiều người tin vào những lời nói dối và giảng giải sai trái. Khi có ai đó nói ra chân lý một cách chân thành từ trái tim, thì những người khác thấy đó là khó hiểu hay khó tin. Nhưng khi người ta nói dối, thì người khác lại thấy rất dễ tin. Ở đây, chúng ta đang nói đến chân lý tương đối, không phải chân lý tuyệt đối. Con người cũng ôm giữ những quan điểm sai trái, chẳng hạn như cho rằng đạo đức không phải là nhân của hạnh phúc và phi đạo đức không phải là nhân của khổ đau. Họ sẵn sàng chấp nhận những giải thích sai lầm về nguyên nhân của hạnh phúc và khổ đau, nhưng lại thấy khó hiểu hay không tin vào những sự giảng giải chân chánh. Con người cũng thấy khó hiểu về chân lý tuyệt đối. Vì năm sự suy thoái lan tràn khắp nơi, nên nhiều loại bệnh mới xuất hiện, và các triệu chứng bệnh cũng thay đổi. Các bác sĩ gặp khó khăn khi chẩn đoán các bệnh mới và không biết cách chữa trị. Những điều này hoàn toàn đúng như Đạo sư Liên Hoa Sanh đã dự báo cách đây hơn ngàn năm. Vì tâm thức của chúng sinh ngày càng suy thoái hơn, nên mọi sự vật cũng đều suy đồi theo. Công năng của thực phẩm và thuốc men đang giảm dần, và ngay cả năng lực của mật chú cũng suy giảm. Đây là lý do tại sao khi thực hành pháp thiền định về bổn tôn, chúng ta thường phải trì tụng mật chú nhiều lần hơn trước đây. Tuy nhiên, nhờ vào nguyện lực của những đại nguyện mà các đức Phật dược sư đã phát khởi trước đây, nên mật chú đức Phật dược sư thực sự trở nên có năng lực ngày càng mãnh liệt hơn khi thời đại càng suy thoái. Đây là một lý do giải thích vì sao việc trì tụng mật chú Phật dược sư là rất quan trọng. Các đức Phật dược sư trong quá khứ đã phát đại nguyện rằng các lời khẩn cầu của chúng sinh trong thời đại suy thoái chắc chắn sẽ được thành tựu. Mỗi vị Phật dược sư đều đã có nhiều đại nguyện để có thể đáp ứng các vấn đề khác nhau của chúng sinh. Bạn có thể hiểu được sự mở rộng của các đại nguyện đó của các ngài thông qua các bản văn dài hay trung bình về nghi lễ puja Đức Phật Dược Sư. Trong kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hỏi vị thị giả của ngài: "Này A Nan, ông có tin lời ta nói về công hạnh của Đức Phật Dược Sư hay không?" Ngài A Nan đáp: "Con không nghi ngờ những lời dạy của ngài, bậc giác ngộ." Đức Phật hỏi tiếp ngài A Nan về lý do của sự tin tưởng như vậy. Ngài A Nan đáp: "Công hạnh của Đức Phật không thể nghĩ bàn. Tâm viên giác của Đức Phật có thể trực tiếp thấy biết mọi sự vật đang hiện hữu, bao gồm cả mức độ tâm và nghiệp của mỗi chúng sinh. Đó là lý do tại sao con không hề nghi ngờ những gì Đức Phật giảng dạy." Rồi Đức Phật khuyên: "Này A Nan, dù cho ai chỉ nghe được hồng danh của Đức Phật Dược Sư hay mật chú của ngài cũng đủ để không sinh vào các cảnh giới thấp." Như vậy, điều chắc chắn là nếu chúng ta xưng tán hồng danh của Đức Phật Dược Sư hay trì tụng mật chú của ngài mỗi ngày, thì ta sẽ không bao giờ tái sinh vào các cảnh giới thấp. Việc cầu nguyện các Đức Phật Dược Sư có năng lực mãnh liệt và nhanh chóng mang lại sự thành công, không chỉ trong việc chữa bệnh mà còn trong các công việc khác nữa. Đây là lý do tại sao việc hành trì cầu nguyện Đức Phật Dược Sư mỗi ngày là rất quan trọng. Không chỉ cho việc chữa bệnh mà còn cho sự thành công của việc tu tập tâm linh cũng như các hoạt động khác. Nhờ năng lực mãnh liệt từ tâm đại bi và vị tha của các Đức Phật Dược Sư muốn làm lợi lạc cho chúng sinh, nên chúng ta sẽ được thành tựu nếu thực hành trì tụng và thiền định về Đức Phật Dược Sư cũng như cầu nguyện các ngài hộ trì. Về phía các ngài đã có nhiều đại nguyện đối với chúng sinh hữu tình. Các ngài đã hứa sẽ làm cho các lời cầu nguyện của chúng ta trở thành hiện thực, đặc biệt trong các thời kiếp suy đồi. Nếu chúng ta cầu nguyện các Đức Phật Dược Sư,
chúng ta sẽ mau chóng có khả năng thành tựu mọi điều mà chúng ta mong ước. Lợi lạc tối thượng mà các ngài có thể mang lại cho chúng ta là sự giác ngộ. Làm lợi lạc cho người hấp hối và người đã chết. Bảy vị Phật Dược Sư có năng lực mãnh liệt không chỉ đối với việc chữa lành bệnh tật, mà còn cả trong việc tịnh hóa nghiệp chướng cho người đang sống và người đã chết. Bạn hãy phát khởi động cơ Bồ Đề Tâm, rồi ghé vào bên tai của người hay con vật đang hấp hối mà xưng tán hồng danh cũng như trì tụng mật chú của Đức Phật Dược Sư. Điều này sẽ rất tuyệt vời, vì sẽ giúp cho người hay con vật đó không tái sinh vào các cảnh giới thấp. Nếu người hấp hối không còn nghe được nữa, bạn có thể trì chú Dược Sư rồi thổi vào thân thể họ, hay thổi lên bột đá mịn có trộn hương thơm, hay thổi vào chai lọ đựng nước hoa rồi rắc bột hay tưới nước hoa lên thân thể họ. Với người đã kề cận cái chết, bạn có thể sử dụng việc hành trì Phật Dược Sư để làm pháp Bowa, tức là pháp chuyển di tâm thức. Cách làm như sau: hãy quán tưởng Đức Phật Dược Sư trên đỉnh đầu người hấp hối. Một tia sáng hình trụ phát ra từ tim của Đức Phật Dược Sư, tạo thành một ống dẫn bên trong thân người hấp hối. Ống dẫn này có hình cán dù, bên trong rỗng nhưng bịt kín ở cuối ống và được kéo dài xuống ngay bên dưới rốn người hấp hối. Hãy quán tưởng tâm thức của người hấp hối ở dạng một đốm sáng trắng cỡ một hạt mù tạt, nằm ngay tim. Nó không cứng chắc và nặng, mà là cực kỳ nhẹ. Các tia sáng màu đỏ có hình móc câu phát ra từ tim của Đức Phật Dược Sư, móc dính vào đốm sáng tâm thức của người sắp chết, rồi bay theo ống dẫn hình trụ lên tới tim của Đức Phật Dược Sư. Sau khi được hút vào tim Phật Dược Sư, tâm thức sẽ hiện ra từ một đóa sen trong cõi tịnh độ của Phật Dược Sư. Rồi người đó sẽ được nghe giáo pháp từ Đức Phật Dược Sư, cũng như được thọ ký về sự giác ngộ của mình. Nếu bạn có tâm từ bi mãnh liệt và định lực cao trong khi hành trì thiền định như vậy, bạn có thể giúp người hấp hối khỏi bị tái sinh vào các cảnh giới thấp. Bạn cũng có thể sử dụng các viên bô qua vào lúc cận tử. Các viên bô qua mà tôi đã làm khi ở Dharamsala có chứa các viên bô qua khác đã được Ngài Paponka Dechen Nyingpo làm phép chú nguyện. Các viên bô qua này cũng đã được Đức Dalai Lama chú nguyện. Ngài đã giữ các viên đó trong phòng Ngài nhiều ngày. Và chúng cũng được chú nguyện bởi Ngài Kirsti Senchap Rinpoche cùng các Lama khác nữa. Ngoài các chất liệu chính, các viên Powa đó có chứa các chất quý báu như chất sắc từ tính và các xá lợi được chính Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chú nguyện từ pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nổi tiếng tại đền Rinpoche ở Lhasa. Khi người hấp hối có triệu chứng bắt đầu ngưng thở, bạn hãy đặt viên Powa lên đỉnh đầu của họ. Đặt như vậy trong một lát, năng lực của những chất liệu trong viên Powa đó, đặc biệt là các xá lợi của các hành giả cao cấp, sẽ tác động lên tâm thức người vừa chết và làm cho họ có được tái sinh tốt. Khi xác chết sắp mang đi, hãy kéo mạnh tóc ở đỉnh đầu để giúp tâm thức của họ xuất khỏi kênh trung tâm đi ra ngoài qua đỉnh đầu. Nếu tâm thức xuất ra qua chỗ đỉnh đầu, họ thường sẽ được tái sinh vào cõi trời thuộc vô sắc giới hay các cõi tịnh độ. Việc thực hành pháp Đức Phật Dược Sư có thể tịnh hóa được nghiệp của một chúng sinh cho dù đã chết rồi, và có thể giúp họ giải thoát khỏi khổ đau. Cũng sẽ rất lợi lạc khi chúng ta trì tụng chú Dược Sư và thổi lên thịt chúng ta ăn, hay thổi lên thân người chết, hay thổi vào các xương đã cũ. Vì việc làm này giúp tịnh hóa các nghiệp chướng và giúp chúng sinh đó tái sinh vào các cảnh giới cao hơn hay vào cõi tịnh độ. Nếu bạn ăn thịt, bạn phải làm lợi lạc cho con vật bị giết lấy thịt bằng cách trì tụng mật chú tịnh hóa nghiệp rất có năng lực này trước khi ăn thịt. Và bạn thành khẩn hồi hướng tha thiết cầu nguyện con vật đó được chuyển kiếp tức thì từ kiếp súc sinh lên cõi tịnh độ hay một kiếp cao hơn, và không bao giờ bị rơi xuống các cảnh giới thấp. Ngay cả trường hợp một người hay một con vật đã chết hàng trăm năm hay hàng ngàn năm mà tâm thức vẫn còn trong các cảnh giới thấp, thì việc trì tụng chú Dược Sư
và thổi vào xương cũng có thể chuyển tâm thức đó lên cõi tịnh độ hay lên cõi cao hơn. Sau khi trì tụng chú dược sư xong, chúng ta thổi vào nước, vào cát, vào bột đá có trộn dầu thơm và rắc lên xương hay da của người chết hay con vật bị chết. Làm được như vậy thì ít nhất cũng có thể giúp rút ngắn thời gian chịu khổ đau ở các cảnh giới thấp. Nghi lễ puja Phật dược sư cũng có rất nhiều lợi lạc cho người hấp hối hay người đã chết. Khi có ai bị đau nặng, chúng ta cần thực hiện lễ puja Phật dược sư cho thật chi tiết kỹ lưỡng, bao gồm các đại nguyện của từng vị Phật dược sư. Thường thì người ta cho rằng lễ puja này sẽ quyết định việc bệnh nhân đó sống hay chết, hoặc là người bệnh đó sẽ khỏi bệnh ngay, hoặc sẽ chết trong vòng 1 hay 2 ngày với tâm trạng bình thản, thay vì kéo dài cuộc sống trong đau đớn. Thực hiện lễ puja Phật dược sư sẽ có hiệu quả tốt đối với bệnh nặng, nhưng chúng ta còn có thể áp dụng nghi lễ này để cầu được thành công trong việc tu tập tâm linh hay trong các hoạt động khác. Cũng có thể thực hành thiền định và thực hiện nghi lễ puja Phật dược sư chữa bệnh cho người bị hôn mê. Dĩ nhiên, sự phục hồi là một sự kiện duyên sinh tương thuộc. Nó tùy thuộc vào nghiệp của người đó nặng hay nhẹ. Nếu nghiệp của người đó không nặng lắm, thì thực hành một thời gian ngắn có thể phục hồi được. Nhưng nếu nghiệp nặng, bạn nên thực hiện lễ puja Phật dược sư nhiều lần, thậm chí 10 lần hay 20, 30, 40 lần. Khi nghiệp chướng sâu dày thì sự khỏi bệnh sẽ không xảy ra, trừ phi có nhiều nỗ lực thực hành thiền định và thực hiện nghi lễ puja Phật dược sư. Gesela Lama Kungchok kể với tôi rằng Ngài đã trao một bức tranh tượng Đức Phật dược sư cho một đệ tử của Ngài có người bạn ở Đài Loan đang bị hôn mê. Tôi nghĩ có lẽ Ngài đã thực hiện nghi lễ puja Phật dược sư rất chi tiết kỹ lưỡng cho bệnh nhân đó. Bức tranh tượng Phật dược sư được đặt ở đầu giường bệnh nhân đêm trước và sáng hôm sau thì bệnh nhân đã tỉnh lại, không còn hôn mê nữa. Chú nguyện vào thuốc. Bằng việc trì tụng mật chú Phật dược sư, chúng ta cũng có khả năng gia tăng năng lực của thuốc men mà chúng ta dùng hay đưa cho người khác dùng. Cách làm như sau: đặt thuốc vào chén và để chén đó trước mặt bạn, quán tưởng một mặt trăng như hình cái đĩa ở bên trên chén. Quán tưởng trên cái đĩa có chữ Om màu xanh da trời, và bao quanh chữ Om là các chữ của câu chú Phật dược sư theo chiều kim đồng hồ. Om Pekanze Pekanze Maha Pekanze Ranze Samunkate Soha. Trong khi trì chú, bạn hãy quán tưởng nước cam lồ chảy từ các mẫu tự của câu chú chảy xuống và được thấm hút vào thuốc. Rồi các mẫu tự mật chú và đĩa trăng đều tan biến vào thuốc. Và lúc này thuốc sẽ trở nên rất có hiệu lực để chữa lành các bệnh do cơ thể, bệnh do ma quỷ ám cùng với các nhân của chúng, tức là nghiệp bất thiện và vọng tưởng mê lầm. Nếu bạn đang chữa cho bệnh nhân bị ung thư, bạn hãy quán tưởng rằng thuốc có năng lực đặc biệt có thể chữa lành bệnh ung thư. Nếu bạn phát sinh càng nhiều niềm tin và trì tụng mật chú càng nhiều, thì thuốc sẽ càng có nhiều năng lực hơn. Các thầy thuốc Tây Tạng sau khi chế biến thuốc men thường thực hành pháp thiền định Đức Phật dược sư và trì tụng mật chú để chú nguyện vào thuốc. Nhờ vậy, thuốc có hiệu quả hơn, vì ngoài hiệu quả của dược liệu có trong thuốc, thuốc còn có thêm năng lực tâm linh giúp tịnh hóa tâm và mang đến sự hồi phục nhanh chóng. Nếu bạn là người điều trị bệnh, thì việc nhập thất ẩn tu thực hành pháp Phật dược sư trong 1 hay 2 tháng và xưng tán hồng danh Phật dược sư cũng như trì tụng mật chú mỗi ngày là rất tốt. Nếu bạn làm như vậy, các vị thiên nữ dược sư và các vị hộ thần sẽ giúp bạn chẩn đoán đúng bệnh và kê toa chính xác. Với sự thực hành này, thậm chí bạn còn có thể thành tựu được năng lực thấu thị. Một dấu hiệu chứng tỏ sự thành tựu này là trước khi bệnh nhân trực tiếp đến gặp bạn, bạn thấy họ đến trong giấc mơ và bạn chẩn đoán bệnh cho họ. Ngày hôm sau, họ trực tiếp đến và bạn có thể kê toa thuốc đúng bệnh của họ. Một dấu hiệu nữa là khi bạn chú tâm nghe mạch của bệnh nhân, bạn có thể tức thì nhận ra bệnh tình của bệnh nhân và kê toa chính xác. Cũng vậy, khi bạn thăm mạch,
các thiên nữ có thể hiện ra trong không trung xung quanh bạn và nói cho bạn biết bệnh tình của bệnh nhân cũng như cách chữa trị. Ý nghĩa của mật chú Phật Dược Sư. Bản văn mật chú Phật Dược Sư gồm có các bản dài, trung bình và ngắn gọn. Bản chú Dược Sư dài được đề cập trong Kinh Phật Dược Sư sẽ được tìm thấy trong cả hai pháp thực hành Phật Dược Sư được trình bày sau đây, và cũng có cả bản mật chú ngắn. Om Pekanse Pekanse Maha Pekanse Ranse Samugate Soha. Trước sự hiện diện của tám Đức Phật Dược Sư, Bồ Tát Văn Thù khẩn cầu: như các ngài đã hứa trước đây, cầu xin các ngài ban cho một mật chú đặc biệt để nhanh chóng mang sự thành tựu đến cho chúng sinh hữu tình trong thời mạt pháp. Vì họ có công đức quá mỏng và bị ngập tràn khổ đau, kể cả bệnh tật do cơ thể và bệnh do ma quỷ ám hại. Cầu mong sao các chúng sinh hữu tình đó được gặp tất cả chư Phật và đạt được tất cả những mong ước của họ. Liền sau đó, cùng một giọng nói, tám Đức Phật Dược Sư ban mật chú Phật Dược Sư đáp ứng sự khẩn cầu của Bồ Tát Văn Thù. Khi đề cập đến tám Đức Phật Dược Sư ở đây là bao gồm cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu không thì chỉ có bảy Đức Phật Dược Sư. Nếu chúng ta trì chú Phật Dược Sư như một thực hành hàng ngày, thì tất cả chư Phật và chư Bồ Tát sẽ quan tâm đến ta như người mẹ hiền chăm sóc đứa con yêu thương của mình và luôn dẫn dắt chúng ta. Cũng vậy, Đức Kim Cang Thủ, hiện thân năng lực của tất cả chư Phật, bốn vị hộ pháp chính, tức Tứ Thiên Vương, cùng với các vị hộ pháp khác sẽ luôn che chở và dẫn dắt ta. Việc trì chú Phật Dược Sư như vậy cũng giúp tịnh hóa tất cả các nghiệp bất thiện và nhanh chóng loại bỏ được bệnh tật do cơ thể và các bệnh do ma quỷ ám hại. Việc trì chú này cũng mang đến sự thành công, mọi sự đều đạt được chính xác như mong muốn của chúng ta. Trong mật chú Phật Dược Sư, Penkase có nghĩa là loại trừ sự đau đớn và Maha Pekanse có nghĩa là loại trừ mọi đau đớn một cách mãnh liệt và triệt để. Có một giải thích rằng mẫu tự Pekanse đầu tiên ám chỉ loại bỏ sự đau đớn của khổ đau thực sự, không phải riêng khổ đau về bệnh tật, mà còn cả khổ đau đến từ tất cả các vấn đề của thân và tâm. Nó cũng loại bỏ sự đau đớn của cái chết và sự tái sinh gây ra bởi nghiệp và các vọng tưởng phiền não. Mẫu tự Pekanse thứ hai loại bỏ tất cả nhân thật sự của khổ đau, vốn ở bên trong tâm chứ không phải từ bên ngoài. Điều này ngụ ý nghiệp và các vọng tưởng phiền não, tức là các nhân bên trong đã làm cho các yếu tố bên ngoài như thức ăn hay phơi mình ra nắng trở thành các điều kiện cho bệnh xuất hiện. Các nhà khoa học tuyên bố rằng tắm nắng gây ung thư da. Tuy nhiên, như tôi đã có giải thích trước đây, đích thực nhân bên trong chứ không phải cái gì khác đã làm cho các hiện tượng bên ngoài trở thành điều kiện cho bệnh hiện ra. Nếu không có nhân trong tâm, thì sẽ không có gì để làm cho các yếu tố bên ngoài trở thành điều kiện của bệnh. Nhóm mẫu tự thứ ba, Maha Pekanse, tức là sự loại bỏ tất cả sự đau đớn một cách mãnh liệt và triệt để. Hai mẫu tự này hàm nghĩa sự loại bỏ luôn cả những chủng tử vi tế do các vọng tưởng phiền não để lại trong tâm thức. Thực ra, mật chú Phật Dược Sư chứa đựng phương thuốc của toàn bộ con đường từng bước đưa tới giác ngộ, từ lúc bắt đầu cho tới khi đạt được hạnh phúc vô song của giác ngộ viên mãn. Mẫu tự Pekanse đầu tiên chứa đựng con đường từng bước đưa tới giác ngộ cho chúng sinh sơ căn nói chung. Mẫu tự Pekanse thứ hai tương ứng con đường đưa tới giác ngộ cho chúng sinh trung căn nói chung. Và Maha Pekanse ứng với con đường từng bước tới giác ngộ cho chúng sinh thượng căn. Việc trì chú sẽ để lại các chủng tử trong tâm chúng ta, thúc đẩy chúng ta có khả năng làm cho con đường trong mật chú trở thành hiện thực. Nó tạo nên sự gia hộ của toàn bộ con đường trong tâm chúng ta, và rồi chúng ta phát sinh toàn bộ con đường từng bước tới giác ngộ như được biểu thị bởi Pekanse, Pekanse, Maha Pekanse. Mẫu tự Om được kết hợp bởi ba âm riêng biệt là A, O và Ma, biểu thị trọn vẹn thân thiêng liêng
khẩu thiên liêng và tâm thiên liêng của Đức Phật Dược Sư. Hiện thực hóa toàn bộ con đường đưa tới giác ngộ sẽ tịnh hóa thân bất tịnh, khẩu bất tịnh và tâm bất tịnh của chúng ta, và chuyển hóa thân, khẩu và tâm đó thành ra thân thiên liêng, khẩu thiên liêng và tâm thiên liêng của Đức Phật Dược Sư. Rồi chúng ta có thể trở thành người dẫn đường hoàn hảo cho chúng sinh hữu tình. Với tâm toàn giác, chúng ta có thể thấy biết một cách trực tiếp, không cần dụng công và không lỗi lầm về mức độ tâm của mỗi chúng sinh hữu tình. Đồng thời thấy biết toàn bộ các phương pháp nào phù hợp với họ để đưa họ từ hạnh phúc này đến hạnh phúc khác. Và cuối cùng là hạnh phúc vô thượng của giác ngộ viên mãn. Chúng ta cũng có năng lực toàn hảo để hóa hiện nhiều hình tướng khác nhau thích hợp với mỗi chúng sinh hữu tình và đưa ra nhiều phương pháp cần thiết để dẫn dắt họ. Có thể là giúp đỡ vật chất, giáo dục tri thức hoặc thuyết giảng chánh pháp. Bất cứ khi nào một chủng tử thiện hạnh trong quá khứ của chúng sinh vừa chín mùi, không một chút chậm trễ, dù là một giây phút, chúng ta có thể đưa ra ngay những phương tiện thích hợp khác nhau để dẫn dắt chúng sinh đó đến giác ngộ.